Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là toàn bộ linh kiện trên điện thoại Xiaomi Mi 5S đang có mặt tại Di động cao cấp.vn. Đang được sửa chữa tại Di động cao cấp.vn. Nhưng các bạn đã biết, Di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả các linh kiện liên quan đến điện thoại Xiaomi Mi 5S, phụ quá trình sửa chữa thay mới thì các bạn khi cần. Các lỗi phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Mi 5S đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động cao cấp.vn. Các lỗi phần cứng cơ bản trên điện thoại Xiaomi Mi 5S như hỏng main, lỗi màn hình, lỗi cục dung, lỗi pin, chân sạc, màn hình cảm ứng, loa, mic, rung, chuông trên điện thoại Xiaomi Mi 5S đều đã có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động cao cấp.vn. Các lỗi liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email, không có CH Play, không vào được các ứng dụng trên điện thoại Xiaomi Mi 5S cũng đều đã có sẵn các linh kiện, các file chạy có sẵn tại Di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới vì các bạn khi cần. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn về các cái lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi Mi 5S mà quý vị các bạn đang gặp phải, từ đó có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm của quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi 5S, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi 5S đang thực hiện tại Di động cao cấp.vn.